Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi Văn Sáng Ngoại Truyện phần 2 và cũng là phần kết thúc của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đúng 4 giờ sáng, Hòa Thượng Thích Thanh Vân thành kính gõ mõ thỉnh chuông, bắt đầu tụng kinh thường nhật ở Ban Tam Bảo. Chú Tiểu thấy sư phụ đã hành lễ, vội đun nước pha trà, rồi chuẩn bị bữa sáng trước khi quét chùa và lau dọn đồ thờ. Đã hơn chục năm nay, ngôi chùa làng có sư, có sãi, lại có tiểu, nên mọi việc được hanh thông hơn trước. Nhờ vậy, khách thập phương công đức biết đến và tìm về dâng lễ, vãn cảnh chùa. Kể từ ngày Hoàng thượng Thích Thanh Vân về trụ trì ở chùa làng Văn Xá, bà con tấm tắc khen ngài có phong thái của một bậc cao tăng đắc đạo. Bởi ngài nói năng khúc chiết, giúp đỡ người nghèo, bốn mùa đều chăm lo hoằng dương đạo pháp, giáo hóa chúng sinh. Sau khi húp một bát cháo loãng và điểm tâm hai miếng đậu rán, Hòa thượng bước xuống gian thờ vong, nhắc chú Tiểu quét dọn sạch sẽ. Bởi nơi đây suốt mấy ngày Tết sẽ đông bà con đến thắp hương cầu khấn trước di ảnh của tổ tiên. Ngắm nhìn bức ảnh của anh trai mình là quan lang Đinh Công Thuận, được lồng khung kính to thờ ở ban riêng, Hòa thượng Thích Thanh Vân khẽ thở dài, bởi âm dương cách biệt, thoáng chốc đã gần 30 năm. Trước khi xuất gia quy y cửa Phật, thế danh của ngài là Đinh Công Tánh, người có nhiều ân oán giang hồ, nhưng giờ đây, ngài đã buông bỏ và thành tâm hướng Phật. Ngày xưa, nói cái quan định luận, trong vô vàn di ảnh được treo ở gian nhà thờ vong, ngài thấy những gương mặt thân quen như Lộc Thổ Phỉ, mẹ cả và gã Tử Phấn, kẻ thủ tư đền Phăng đã bị sát hại, ném xác xuống vực sâu. Giờ đây, những linh hồn tội lỗi ngày đêm được nghe kinh Phật để mau siêu thoát. Âu cũng là nghiệp chướng họ phải gánh khi đã phạm tội nơi trần thế. Chùa làng vốn được nhiều gia đình ở trên Hà Nội và dòng họ mấy vị chức sắc làng Văn Xá chọn là nơi rước vong linh lên chùa nhằm giúp cho người thân nương nhờ cửa Phật, xóa bỏ đi mọi tội lỗi của người đó gây khi còn trên dương thế. Không cần nhìn mặt gọi tên, nhưng Hòa thượng Thích Thanh Vân nhớ hết từ di ảnh ông ấm báu cùng em gái là bà Chiêu Thành ở trên phố cổ. Ông Minh từng là chủ tịch xã và người cháu họ xa là ông Doãn, cựu chủ nhiệm hợp tác xã. Ông Tương Gia Cát nổi danh giới buôn đồ cổ, hay tên giang hồ chết trẻ là Sán Đồ Tể cùng nhiều gương mặt khác như bà Cụ Phấn, ông Lang Thiềm hay giáo sư Tấn cùng hai người vợ của mình. Ngày còn sống, họ có thân phận khác nhau, nhưng lúc mất đi, hương linh của họ đều được thấm nhuần giáo lý nhà Phật qua những buổi chư kinh nhật tụng. Chưa kể Xuân Thu Nhị Kỳ, chùa làng tổ chức những đại lễ cầu siêu quy tụ hàng trăm người. Ngày cuối năm, nên chú Tiểu mở cổng chùa sớm hơn. Lúc này, tại gian nhà ngang, Hòa thượng Thích Thanh Vân ngồi viết sớ cho các Phật tử theo lịch hẹn. Người ta nói buông đao thành Phật, có lẽ đúng với ngài. Bởi xuất thân là kẻ giang hồ, chém người như chém chuối, buôn ma túy phải tính theo tạ. Nhưng cái tên tánh điên đã chết kể từ lúc ngài xuống tóc đi tu. Với pháp danh Thích Thanh Vân, ngài ví mình như đám mây xanh và sống cuộc đời khác. Mọi quá khứ tội lỗi giờ chìm vào cõi hư không. Nhìn chúng sinh mải mê tranh giành không buông bỏ, nhiều lúc ngài chỉ biết chắp tay thở dài, bởi câu đời là bể khổ luôn đúng trong mọi trường hợp. Vị khách đầu tiên đến chùa không phải là một Phật tử hay các bà vãi. Người này được ví như Chí Phèo làng Văn Xá, bởi gã nát rượu và hay gây chuyện khắp ba thôn của làng. Bảnh mắt ra, nhưng con sâu rượu đã ngật ngưỡng bước vào gian Tam Bảo. Không bận tâm đến cái nhìn cảnh giác của chú Tiểu, y thò tay, nhấc chiếc oản, rồi ngồi bệt xuống, ăn một cách ngon lành. Chỉ tay vào đôi hạc đồng cùng mấy chân nến bằng đồng, gã lè nhè nói, "Ơi, mẹ bố khỉ, toàn đồ ngũ xá. Ngày trước nhà thằng này, đồ đồng có từ thời Đông Sơn, chất từ tầng 1 lên tận sân thượng." Chú Hòa sáng ra đã say rồi, uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Ngước lên,
nhìn thấy vị sư trụ trì đang nhìn mình, gã Chí Phèo Lạng Văn Xá gãi đầu cười hình hịch. Đúng là tên của y là Hỏa, nhưng bà con hay gọi là Hỏa Phá Mạ. Cho dù suốt cuộc đời chìm trong hũ rượu, y chưa hề phá một ngôi mả nào. Việc mang biệt danh đó, theo lý giải của nhiều người, do y có người cha nổi danh giới buôn cổ vật là Hòa Đào Mộ. Vì thế bà con ghép tên Phá Mạ cho cùng một hệ mạo phạm tới người cõi âm. Hồi còn môn tẩu giang hồ, Hòa Thượng Thích Thanh Vân có gặp mặt và bàn chuyện làm ăn cùng thân phụ của Hỏa Phá Mã đôi lần. Nhưng ngài thân thiết với mẫu thân của gã nát rượu hơn. Nói đúng ra ngày đó mẹ Tây Hỏa cùng ngài là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên. Hai người từng nhiều lần mây mưa ở tận bên Lào, nhưng đó là chuyện quá khứ xa xôi. Người ta nói oan gia ngõ hẹp không sai, bởi mẹ của Hỏa Phá Mã không ai khác là cô bé Thương ở hợp tác xã ngày xưa. Người đã lẹo tẹo khiến ông Doãn chủ nhiệm hợp tác xã bị thân bại danh liệt. Nhưng kẻ chủ mưu chính là ông Nhanh. Sau này khi Hỏa Phá Mã ra đời, ông Nhanh khấp khởi mừng thầm vì tưởng là con mình. Như vậy họ Vương có người nối dõi tông đường. Ai dè thằng bé là con của ông Hòa Đào Mộ. Người trẻ không biết nhưng cụ Thìn Bán Nước còn nhớ rõ. Ngày Hỏa Phá Mã đầy tháng, mẹ của y đã bế con đi bắt vạ. Có cả bọn cờ đèn kèn trống cùng mấy chục cái loa mồm Làng Văn Xá đi theo. Báo hại cho nhà ông Minh là cựu chủ tịch xã bị mất một khoản tiền lớn, nhưng hóa ra đứa bé đó không phải con mình. Dù sai đến mức nói líu cả lưỡi, nhưng gã Hỏa Phá Mà vẫn lè nhè. À, nhẽ ra tôi phải là con ông Bấm Báu, nhưng tôi đánh mất tín vật, nên tôi phải làm con ông Hỏa Đào Mộ. Như vậy, ngoài mấy món lộc âm của ông Hỏa, ngôi nhà mặt phố hàng giấy của ông Ấm Báu đã không còn phần cho tôi. Hòa Thượng Thích Thanh Vân mỉm cười giải thích. Mọi việc hãy buông bỏ cho nhẹ lòng. Thôi, chú Hỏa về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nhìn theo bóng kẻ say đi không vững, vì Hòa Thượng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài. Đã từ lâu, ngài tin vào nhân quả báo ứng. Gã Chí Phèo Lạng Văn Xá thật ra đang gánh tội thay cho đấng sinh thành, bởi như người xưa đã đúc kết. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Gã Chí Phèo vừa khuất dạng, ba Bồng, ba Thục và ba Miến cùng nhau lên chùa làm công quả. Trải qua những thăng trầm cuộc sống, mấy bà đều tìm thấy sự bình yên trong cuộc đời. Có lẽ đúng như bà cụ Thìn Bán Nước nhận xét, long mạch của làng bắt đầu tụ khí tốt lành, mọi điềm dữ dần tan biến. Ngắm chiếc áo dài đỏ có thêu chìm chữ Thọ cùng khăn xếp cùng màu, ông Nhanh thấy bồi hồi xúc động. Vào ngày mùng 5 Tết tới đây, ông sẽ cùng hơn chục cụ ông cụ bà được ủy ban và hội người cao tuổi đứng ra tổ chức lễ mừng thọ cho các bậc cao niên. Nhớ ngày xưa khi làm lễ khao lão, khi bước vào tuổi 55, ông Nhanh thấy thời gian trôi quá nhanh. Thoáng chốc, ông đã bước vào lễ mừng thượng thọ. Dù vẫn còn nhiều việc không được như ý, nhưng ông thấy cuộc đời mình có thể coi là viên mãn. Vương Hạnh nấu ăn xong, bưng mâm cơm lên nhà. Thấy bố mình đứng trước gương để ngắm bộ áo dài đỏ, cô liền chép miệng nói. Đúng là vẽ chuyện. Già rồi, còn bày đặt lễ lạc tốn kém. Đưa con gái xem tờ giấy mời của ủy ban, ông Nhanh chậm rãi nói. Đời người, từ hỏi được mấy lần thượng thọ. Sau này con cháu có bức ảnh thờ đẹp chứ gì? Vương Hạnh nhại lời ông bố già. Biết con gái từ ngày ly hôn phải tự lực cánh sinh nuôi con vì nhà chồng phá sản, ông Nhanh lờ đi coi như không nghe thấy câu nói vừa rồi. Dù không dám hy vọng, nhưng ông vẫn có hy vọng mong manh. Biết đâu, ngày lễ mừng thọ của ông, đứa con rơi vãi không chịu nhận cha sẽ hồi tâm chuyển ý. Nếu như vậy, ông vô cùng toại nguyện đợi ngày về với tổ tiên. Có tiếng còi xe ô tô, loáng cái không thấy con gái. Ông Nhanh khẽ thở dài khi thấy Vương Hạnh đi chơi cùng người đàn ông đứng tuổi. Có lẽ điểm đến của họ là mấy nhà nghỉ trên thị trấn. Dù hỏi lần nào con gái cũng chối, nhưng dân làng đồn ầm về mối quan hệ trước khi ông cùng vợ biết được. Mọi thông tin đều phát ra từ quán nước cụ Thìn, đúng kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Không muốn xen vào chuyện riêng vì con gái đã một lần đò, nhưng ông Nhanh kịp tìm hiểu. Người đàn ông trung niên đã ngoài 50 tuổi, hiện là chủ một resort. Ông ta từ hai bàn tay trắng, nhờ nuôi cá trọi đã thành đại gia có tiếng. Do hương linh của cha mẹ được gửi ngôi chùa làng, do vậy dù không phải người ở đây,
nhưng vị đại gia thường xuyên ghé làng và thắp hương cho cha mẹ của mình. Bà Bồng ở chùa làng về nghe chồng kể lại việc của Vương Hạnh, bà thẽ thọt nói: ông đại gia đó tên là Hùng, chú của bác sĩ Tuấn Kiệt, tức là em ruột của giáo sư Phiên, như vậy người ta cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc. Việc này chắc phải hỏi Vương Hoàn mới rõ được. Vui chuyện bà Bồng kể: hôm trước con gái lớn của ông có nhắc, bà Vương Hạnh nhà này ghi đề kiếm được bao nhiêu, đổ vào son phấn quần áo hết. Do vậy nó muốn đưa em gái đến gặp con gái ông lang dự là Tử Vân. Ông nhanh khẽ à một tiếng, sau đó kể lại: con gái ông lang dự là tổng giám đốc siêu thị Mây Tím, tôi gặp rồi. Tử Vân ngày bé là cao thủ ghi đề, nhờ vậy tự mua được nhà riêng cho mình khi chưa đến tuổi 18. Xét về sự nhanh nhạy, chắc không kém Vương Hoàn là mấy. Thôi, đợi ngày chạp mộ, lúc đó mọi người về làng đông đủ, tôi sẽ ướm hỏi ông chủ Hùng xem thế nào. Nếu cùng cảnh rổ giá cặp lại, sẽ thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Con gái bà tính hay bộp chộp, tôi lo nhất là dính vào đám trai trẻ, bọn đó chuyên đào mỏ là giỏi. Ông nhanh nói xong liền đưa mắt nhìn xa xăm. Bước vào tuổi 80, nhưng vẫn phải lo chuyện con cái, khiến ông chưa thấy yên tâm. Nói dại mồm, ngộ nhỡ ông hạc giá Vân Du sớm, khi đó chắc gì ông đã an lòng về Vương Hạnh và cậu con trai Vương Thiệt. Bà Bồng bưng rót rượu vào chén hạt mít rồi nhắc: thôi, ông uống rượu ngâm cao u linh thần bí xem sao. Tôi thấy dạo này sắc diện của ông hồng hào hơn trước nhiều, đúng là thuốc quý. Ông nhanh nói vẻ tiếc rẻ: một lạng cao này đắt bằng 4 lạng cao hổ, uống như uống vàng, xót hết cả ruột. Bà Bồng ngồi bòm bèm nhai trầu, thấy chồng có vẻ tiếc của liền an ủi: uống vào thì bổ chứ sao. Tôi nghe nói con gái ông chỉ cả 100 triệu để mời ca sĩ Thủy Tiên về hát hôm mừng thọ vào ngày mùng 5 Tết. Ông nhanh thở gấp, sau khi lấy tay vuốt ngực liền nói thẳng thốt: nó làm như in được tiền không bằng. Ngày cuối năm, đường làng Văn Xá tấp nập người đi lại. Xe ô tô đậu chật kín tại sân trường tiểu học, không còn chỗ trống. Dịp này những người con xa quê quay về thăm mộ và mời các cụ về ăn Tết theo đúng phong tục. Mọi người không quên ghé ngôi chùa làng để thắp nén hương cho trọn vẹn. Nhác người lái xe đậu con Range Rover dưới gốc nhãn đầu làng, ông Hùng mời vợ chồng giáo sư Phiên cùng mình tản bộ dọc con đường trước khi ghé chùa. Có lẽ giáo sư Phiên không hổ danh là con của giáo sư Tấn ngày trước, bởi ông đã có nhiều đóng góp cho nền y học nước nhà. Không những thế, con trai ông là bác sĩ Tuấn Kiệt, là nhân tài hiếm có. Dù không được học hành tử tế như anh trai, nhưng ông Hùng đã khẳng định được mình nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh và phát triển mô hình du lịch kết hợp nghỉ dưỡng. Ông biết mỗi người có một con đường riêng, miễn là góp ích cho cộng đồng. Thấy hai người đàn ông ghé quán nước Cụ Thìn, bà Hương xin phép tới nhà ông Lang Dự để xin đơn thuốc. Bà nói tránh như vậy do chuyến về làng Văn Xá lần này bà còn có mục đích khác. Từ lúc nhận được điện thoại của người cháu ruột, bà Hương bồn chồn đứng ngồi không yên. Dẫu biết sinh lão bệnh tử là quy luật, nhưng biết anh trai bị tai biến phải ngồi xe lăn khiến bà thương cảm. Kể từ dạo anh trai sống chui, sống lủi nhằm trốn tránh việc đối mặt với pháp luật, bà bặt tin từ đó, dù đã cùng người chị dâu dò hỏi nhiều nơi. Sau 10 năm đợi chồng trong vô vọng, không cam lòng sống cảnh phòng không gối chiếc, bà đã đi bước nữa. Việc này không thể trách được, vì không gì khổ bằng cảnh người phụ nữ biến thành hòn vọng phu. Mãi sau này, khi mọi việc lắng xuống, bà Hương thấy an lòng vì biết tin anh trai đã thay tên đổi họ và chung sống cùng một người phụ nữ người dân tộc. Người ta nói, có an cư mới lạc nghiệp. Bà chỉ mong anh trai biết trân quý cuộc sống mới để không quay lại con đường cũ. Nếu không, việc chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật là điều không tránh khỏi. Bước vào nhà ông Lang Dự, nhìn thấy hai người thanh niên có nước da ngăm đen đang ngồi uống rượu, đồ nhắm chỉ có mấy chiếc bánh đa. Bà Hương khẽ hỏi, cậu nào là Tâm nhỉ? Người thanh niên trẻ hơn lên tiếng giới thiệu, đây là anh Tâm chứ xê, cha cô là cô Hương. Bà Hương khẽ gật đầu xác nhận. Bà không ngạc nhiên, bởi anh trai được gọi là Tiến Lò Đúc, do vậy con trai là Tâm Chư Xê cũng hợp lý. Ngồi nói chuyện với người cháu ruột, bà Hương ngạc nhiên vì anh trai sau khi thay tên đổi họ đã hòa nhập vào cộng đồng, thậm chí còn được bà con tín nhiệm trong vai trò già làng.
lần đầu gặp mặt người cháu ruột, nhưng bà Hương thấy bất an bởi Tâm Chư Xê đã có vẻ tiếp bước anh trai của bà trên con đường giang hồ. Thoáng nhìn cách ăn nói cũng như trang phục, bà biết cháu mình không phải người thiện lương. Không đợi cô mình gặng hỏi, Tâm Chư Xê nói huỵch toẹt. Hà Nội bây giờ tấc đất tấc vàng. Bố cháu còn căn nhà ở làng Võng Thị, chắc cũng tầm vài tỷ. Chuyến ra Bắc lần này, cháu sẽ đến gặp mụ Hằng để đòi chia phần. Nếu mụ già đó tham lam, uống nước cả cặn, chắc sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nghĩ đến quãng thời gian anh trai phải thay tên đổi họ, sống chui lùi, bà Hương không muốn cháu mình lại bước đi như vậy nên vội khuyên can. Tuy nhiên, trước quyết tâm sắt đá của Tâm Chư Xê, biết mọi lời khuyên răn của mình không được coi trọng, bà Hương chỉ biết thở dài ngao ngán. Trước lúc cô cháu chia tay nhau, bà Hương dặn thêm một câu. Không cần tìm đâu xa, cháu nhìn cuộc đời của bố mình sẽ hiểu. Tâm Chư Xê thản nhiên nói. Nếu ông ấy không lưu lạc mãi tận trong Tây Nguyên, làm sao cháu được có mặt ở trên đời? Đó là ý rằng. Ngồi uống chén trà nóng và quan sát mọi người đi lại, nhưng giáo sư Phiên vẫn nghe không sót lời nào cuộc trò chuyện của em trai với người phụ nữ đeo đầy đồ trang sức đang ngồi ở quán nước bà Cụ Thìn. Biết người phụ nữ đã trải qua một đời chồng, hiện chuyên ghi số đề ở quán nước, nét mặt của giáo sư thoáng vẻ không hài lòng, bởi ông đoán được trước kết quả của mối quan hệ này. Ngồi vãn chuyện, hai anh em giáo sư vào ngôi chùa làng để thắp hương. Tranh thủ lúc không có mặt vợ mình, giáo sư Phiên khuyên thật lòng. Chú không còn trẻ để bay nhảy trong các mối quan hệ. Theo anh, việc này nên chấm dứt. Anh thấy cô ta và chú quá khác nhau. Anh nói giống y như bố ngày trước. Ông Hùng đáp lời. Vốn đã từng cùng sán đồ tể vác súng đi cướp đồ cổ tận trên Hòa Bình. Do vậy ông Hùng không lạ gì Hòa Thượng Thích Thanh Vân hay còn gọi là Tánh Điên. Bởi ngày đó anh em quan lang tung hoành ngang dọc mấy tỉnh miền núi phía Bắc. Giờ đây gặp lại nhau, thân phận hai người khác xưa rất nhiều. Một người là đại gia có tiếng, người kia đã thành bậc chân tu hướng thiện. Nhận ra nhau, nhưng hai người đều tránh nhắc lại quá khứ không mấy tốt đẹp. Ông Hùng là người thường xuyên cung tiến vào chùa những món đồ thờ bằng đồng tam khí như lưa hương, đôi chân nến và hai con hạc đồng. Thậm chí những chiếc ghế đá cho bà con ngồi nghỉ hay những bộ trường kỷ. Tất cả đều do ông đặt mua, rồi thuê xe trở về tận chùa. Khi thắp hương trước di ảnh của cha mẹ, ông Hùng không quên vái di ảnh của sán đồ tể. Trách phía xa là di ảnh của đại ca Hoàng Dỗ. Với những người có quá khứ tội lỗi, chắc giờ đây họ đang ở dưới 18 tầng địa ngục vì tội ác của mình. Dẫu biết đại ca Tiến Lò Đúc chưa chết, nhưng mấy chục năm qua, ông Hùng không muốn gặp mặt, dù đã nhiều lần đến Tây Nguyên, bởi ông quyết đoạn tuyệt quá khứ. Bước ra từ gian thờ vong, ông Hùng thấy Vương Hạnh đã đợi mình từ lúc nào, cô mỉm cười thông báo. Bố em muốn mời anh Quá Bồ vào nhà, uống trà nói chuyện. Nhớ lại lời của anh trai vừa nói, ông Hùng đưa tay coi đồng hồ rồi khẽ lắc đầu. Thôi, để khi khác, anh phải quay về Hà Nội dự tiệc tất niên không muộn. Em thông cảm, vì cuối năm tắc đường kinh khủng. Mặc cho Vương Hạnh tỏ thái độ bất mãn, ông Hùng ra xe ô tô để rời đi. Lúc này chùa làng đông người như chảy hội. Có lẽ đã lâu lắm, hệ thống loa truyền thanh lại phát sóng chương trình thơ xen lẫn ca nhạc. Phong trào nông thôn mới khiến mọi người cảm nhận rõ mùa xuân. Ngồi ghi đề cho khách, nhưng Vương Hạnh thấy lòng tái tê. Cô biết mình không còn trẻ nữa, khéo vài năm nữa con trai lấy vợ. Lúc đó cô lên chức bà nội khi vào tuổi 50. Tiếng người nghệ sĩ ngâm thơ với giọng da diết. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoàn lớp lớp rụng vơi đầy. Hội chèo lang đặng đi ngang ngõ, mẹ bảo thôn đoài hát tối nay. Lòng thấy răng tơ một mối tình, em ngừng thoi lại giữa tay sinh. Hình như hai má em bừng đỏ, có lẽ là em nghĩ đến anh. Đang ngồi cộng sổ, bất ngờ một con xe mẹc đen bóng lướt tới. Người phụ nữ xinh đẹp và sành điệu hạ kính xe rồi nói vọng ra. Hôm nay em đầu tư lô xiên 4, chỉ giúp em cập bờ an toàn. Nhận ra Tử Vân là con gái ông Lang Dự, một cao thủ lô đề từ thời mình chỉ biết xách cặp đi dạy học và bập vào yêu sớm. Vương Hạnh vẫy tay rối rít nói. Hôm trước bà Vương Hoàn có gọi điện rồi. Em tấp xe vào sát chỗ bờ tường rồi chị em mình buôn chuyện. Bước từ trên con xe mẹc xuống, Tử Vân nhìn cuốn sổ ghi chép lô đề của Vương Hạnh, khẽ lắc đầu vẻ không hài lòng.
Bởi kiểu này cô đã thực hành từ khi 13 tuổi. Ngồi ghé xuống trước ghế băng của quán nước cụ Thìn, sau khi ngắm nhìn xung quanh, Từ Vân liền góp ý. Chỉ làm ăn kiểu cò con như này không ăn thua. Bà cụ Thìn đang ngủ gà ngủ gật nên nghe câu được câu mất. Vừa nghe xong liền thanh minh. Tôi già rồi nên chỉ bán hàng túc tắc cho vui. Làm ăn gì đâu. Làng văn xá bảo hội khiến những người con xa quê trở về trong tâm trạng phấn khởi. Theo hương ước của làng có từ thời nhà Nguyễn, đúng 5 năm một lần, làng sẽ tổ chức đại lễ. Lúc đó trai đình của ba thôn sẽ rước kiệu thành hoàng quanh làng. Ngoài phần lễ được tổ chức ở sân đình, còn có phần hội thu hút nhiều bà con ở các nơi về dự nhất. Ngồi ăn bún ốc cùng cô em kết nghĩa Tử Vân. Tuy nhiên, Vương Hoàn luôn hướng ra phía cổng làng, có ý đợi chờ. Bởi việc chi cả 100 triệu ra mời ca sĩ Thủy Tiên về hát tối nay, cô không phải là người bỏ ra hết số tiền đó. Riêng Tử Vân đã hứa góp 20 triệu, cô bỏ ra 30 triệu. Phần còn lại sẽ do vị đại gia chi trả. Người ta nói đồng tiền đi liền khúc ruột, Vương Hoàn muốn cầm nốt 50 triệu cho chắc ăn. Bởi cô sợ lời nói gió bay, vì sự nhất thời cao hứng là không được. Năm ngoái dù không thuyết phục em trai đổi về họ Vương, nhưng Vương Hoàn cảm thấy hài lòng khi Thiện chấp nhận bỏ nghề lái xe tải và mở salon theo mô hình của em trai Tử Vân. Thương em trai chịu nhiều thiệt thòi, nhưng việc Thiện mang họ Nguyễn là nguyên nhân khiến Vương Hoàn không mạnh tay chu cấp, vì cô không thấy thoải mái việc gái họ Vương đầu tư cho trai họ Nguyễn. Ăn gần hết bát bún, nghe thấy điện thoại có tiếng tinh thần thánh vang lên. Vương Hoàn ngó xem, đã thấy khoản tiền 50 triệu vừa được ông Hùng chuyển trả như thỏa thuận. Quay sang Tử Vân, cô nói ngay. Đại gia có khác, rất biết giữ chữ tín. Kể ra nếu bác Hùng trả hết sẽ đẹp hơn. Tử Vân khách quan nhận xét. Nhưng chỉ là người khởi xướng, sau đó chỉ xin hỗ trợ thêm, còn kêu gì nữa. Bà Miến vốn tham công tiếc việc. Do vậy, mặc cho Tử Vân giục bà dọn hàng rồi ra chùa thắp hương hoặc gia đình xem lễ. Nhưng bà thấy hội làng đông người, vì thế đã lấy số bún gấp đôi ngày thường. Thuyết phục mẹ mình không được. Tử Vân dắt con gái đi coi hầu đồng tại điện thờ nhà bà Đồng Nam. Cô muốn con gái hiểu rõ về văn hóa Việt Nam trước ngày đi du học. Bởi hoàn cảnh nên không được học hành tử tế, do vậy Tử Vân hết lòng quan tâm đến việc học của con mình. Cô muốn các con không phải giang dở con đường học vấn chỉ vì thiếu tiền. Ông trời thật công bằng. Sau những tháng ngày cơ cực, giờ đây chứng kiến các con lần lượt ra nước ngoài du học khiến Tử Vân cảm thấy hài lòng khi quyết định làm mẹ đơn thân. Đối với cô, dư luận xã hội hay miệng lưỡi thế gian không quyết định giúp mình được. Cô sống vì bản thân và các con. Dù có nhiều người đàn ông muốn gá nghĩa cùng, nhưng Tử Vân không còn hứng thú lấy chồng. Cô thấy cuộc sống tự do phù hợp với mình hơn. Không có nhiều thời gian để dự đủ 36 giá đồng, Tử Vân quyết định ngồi đến nửa đêm sẽ quay về Hà Nội. Bởi cô biết buổi tối mẹ mình cùng chú Dự Hấp sẽ ra đình xem ca nhạc. Không mấy khi bà con được ngắm nhìn cô ca sĩ bằng xương bằng thịt ngoài đời. Mọi khi, họ chỉ thấy ca sĩ Thủy Tiên trên TV. Vui lễ hội như mọi người, nhưng say quá, nên gã hỏa phá mà đi ngật ngưỡng về phía Dạng Nhãn. Tiếng chửi lèm bèm của gã vang lên đầy oán hận. Mẹ, số kiếp đen như cứt chó. Trước khi vào phần tế lễ, Vương Hoàn dắt bố mình súng xính trong chiếc áo dài đỏ gia đình làng. Hôm nay, ông làm chủ tế, sau đó sẽ nhận lễ mừng thọ do ủy ban tổ chức. Trải qua nhiều thăng trầm, ông Vương Nhanh vẫn còn tráng kiện. Nỗi buồn không có con trai cùng cháu đích tôn đi bên cạnh đã nguôi ngoai. Bởi thay vào đó, ông sắp được lên chức cụ. Nói như bà cụ Thìn bán nước, sau này ngộ nhỡ có về với tổ tiên, khi đó sẽ có sắc khăn vàng tô điểm cho đám hiếu. Gần bước vào sân đình, ông Nhanh đứng khựng lại khi nhìn thấy Vương Thiện, thằng con trai của ông đi cùng cô Thà về dự hội làng. Nhìn mái tóc người xưa bạc trắng, ông ngậm ngùi nhớ lại việc hai mẹ con bị ngồi trên xe cải tiến, dắt đi bêu diếu quanh làng. Dù sao, tất cả đã chìm trong quá khứ. Lớp người năm xưa, ai còn, ai mất,
đều quên hết sự việc. Nhưng vết thương lòng của người xưa đâu dễ quên. Tần Ngần một chút, sợ con gái dục, nên ông nhanh bước vào sân đình không ngoái lại nhìn thêm nữa. Có hơn chục năm, trong vai trò chủ tế, ông Vương Nhanh hy vọng mình còn đủ sức khỏe và sự minh mẫn để tiếp tục đảm trách vinh dự này đến ngày cưỡi hạc quy tiên. Kết thúc phần lễ, trước ngai thờ thành hoàng của làng, trong làn khói hương mờ ảo, ông Nhanh thoáng thấy bóng ai như lão Doãn vừa hiện về. Vẫn biết đây là chốn tâm linh, không hồn ma nào dám lai vãng. Nhưng gặp lại kỳ phùng địch thủ khiến ông ngạc nhiên. Có lẽ tuổi già chính là căn nguyên của việc hay nhìn thấy người đã khuất. Bởi dù còn đang sống cùng con cháu, nhưng một chân họ đã bước dần về phía cõi âm, vì thuận theo quy luật tự nhiên. Không còn mặc cảm chuyện ngày xưa, bà thà cùng chồng vào chùa thắp hương. Bà biết ở đình làng hiện đang có tế lễ. Vị chủ tế không ai khác là ông chủ nhiệm hợp tác xã năm nào. Người đã cùng bà có những giây phút mặn nồng. Sự ra đời của Thiện là bằng chứng không thể chối cãi. Bình tâm nghĩ lại, bà thấy mình có lỗi với bà Bồng cùng Vương Hoàn và Vương Hạnh. Do vậy, lúc tuổi già, chỉ có thành tâm sám hối trước Phật đài để thanh thản về sau. Đã nhiều lần giáp mặt và ngồi cùng hội bà Vãi với bà Bồng, tuyệt nhiên hai người không nhắc lại chuyện xưa cũ. Họ thấu hiểu và đối xử nhân ái hơn trước. Có lẽ bởi vì gánh nặng tuổi già giúp mọi người chiêm nghiệm nhiều điều. Đợi bà vợ vào chùa thắp hương, ông Tư Phèn đưa Thiện đi tham quan khắp làng. Do hiếm khi được về quê vợ, vì thế ông cảm thấy tiếc nuối một chuyện. Đưa tay chỉ vào ngôi nhà được xây cất nguy nga, ở bên trong có tiếng đàn sáo của cung văn vọng ra. Ông Tư Phèn nói với con trai. Đây là nhà của mẹ con. Trước đây bố khuyên giữ lại, để khi về già sẽ quay về làng sinh sống. Tuy nhiên mẹ con không thích phương án đó nên đã bán. Nhà đã qua tay vài chủ, hiện nay thuộc quyền sở hữu của bà Đồng Nam. Bố nghe nói bà này được thánh cho ăn lộc, nên mở điện thờ. Hiện nay dân buôn bán và nhiều quan chức hay tới dâng lễ. Cùng con trai đi ra ngoài đầm nuôi tôm, ông Tư Phèn nhắc tới chuyện ngày xưa có quen biết bà Đồng Nam. Hồi còn trẻ bà Đồng Nam do nhà nghèo nên chấp nhận sống với ông chồng già có tên là Tương Gia Cát, một đại gia buôn đồ cổ. Sau này bị cuốn vào mưu hèn kế bẩn, chút nữa thì mất mạng. Có một điều khá trớ trêu, bà Đồng Nam khi xưa vô tình tiếp tay cho lão Hòa Đà Mộ, đầu độc lão Tương Cà. Nhưng hiện nay, gã Hòa Phá Mạ là con lão Hòa Đà Mộ lại biến thành tay sai đắc lực của bà. Riêng ông Hùng, người thường hay công đức cho ngôi chùa làng với bà Đồng Nam không lạ gì nhau, bởi vị đại gia là con hờ của lão Tương Cà. Thời điểm đó bà Đồng Nam vẫn là vợ của lão chồng già lắm mưu nhiều kế. Chỉ tay về phía đầm nuôi tôm, ông Tư Phèn nhắc cho con trai. Người ta khởi nghiệp ở tuổi nào cũng không muộn. Thất bại là mẹ của thành công, miễn là có quyết tâm. Từ hai bàn tay trắng, hiện nay cha con ông chủ đầm tôm đã có trong tay cơ ngơi trị giá vài chục tỷ. Đó là chưa kể nhiều nguồn lợi khác. Nhưng ít ai biết được. Khi trước, nhà họ thất bại vì nuôi cá cũng nhiều. Thậm chí còn bị kẻ xấu đổ tuốc sâu, tiêu diệt cả đàn cá đến kỳ thu gom bán cho thương lái. Đang chăm chú lắng nghe, bất ngờ Thiện phá lên cười sảng khoái, sau đó liền giải thích. Vụ cá chết là do bà Vương Hoàn chủ mưu, chứ còn ai vào đây nữa. Khi còn học trường ngoại ngữ, dù tự nhận là sinh viên trường ngại nghĩ, nhưng Vương Hoàn đã từng tổ chức đêm ca nhạc ngẫu hứng với những bài hát nước ngoài cho dân làng thưởng thức trong lễ mừng thọ cụ Giáo Thìn, vị thần bà của làng Văn Xá hồi trước. Tiết mục cây nhà lá vườn của mấy cô bạn sinh viên cùng phòng khiến đám trai làng thất điên bát đảo. Sau đó là màn ném đá vỡ mái ngói khi việc tán tình không thành. Trong đám cưới của em gái Vương Hạnh sau này, một lần nữa Vương Hoàn khiến cho cô em gái cùng bà con họ Vương nở mày nở mặt bởi cô đã mời được ca sĩ nổi tiếng trên sóng truyền hình về hát. Đêm hôm đó, hầu hết dân làng bỏ nhà trai để chạy sang nhà gái xem hát. Tối nay, Vương Hoàn một lần nữa thể hiện khả năng của mình. Cô đích thân mời Thủy Tiên, một ca sĩ chuyển giới được ưa chuộng về làng hát phục vụ bà con. Dù biết thời điểm này các ca sĩ kiến địch chạy xô, nhưng với Vương Hoàn không gì là không thể. Cô tận dụng được nhiều mối quan hệ khiến Thủy Tiên không thể chối từ. Trong lúc đợi đón ca sĩ Thủy Tiên, thấy em gái cắm mặt vào con điện thoại Samsung đợi tin nhắn,
Vương Hoàn chép miệng nói, mình là phụ nữ, phải giữ giá làm nộ, suốt ngày săn đón đàn ông khiến họ phát sợ, đã vậy còn kém duyên. Đàn ông mà không bị giấc thính, đợi đấy mà lăn vào, giống chị ngày xưa mang bà đi đánh chó đấy thôi. Vương Hạnh vừa nhắn tin vừa trả lời. Biết nói với em gái khác nào nước đổ đầu vịt, Vương Hoàn giục mọi người chuẩn bị gia đình xem ca nhạc. Cô muốn cha mẹ mình ra sớm để có chỗ ngồi tốt. Nếu cả hai ngủ gà gật vì không thích nghe, lúc đó cô sẽ đưa bố mẹ mình quay về. Khu vực sân khấu trước đây là nơi ông Vương nhanh mai phục để bắt quả tang lão Doãn lẹo tẹo với cấp diễn. Nó là nguồn cơn của sự đối đầu gay gắt giữa hai người. Hồi đó dù còn bé nhưng Vương Hoàn cảm nhận được sự thù ghét của vợ chồng ông Doãn dành cho mình. Nghĩ đến cảnh ngồi trên cây xoài ném phân trâu trộn nước xuống đầu vợ ông Doãn, đến bây giờ Vương Hoàn cũng ngạc nhiên. Cô không hiểu vì sao ngày xưa mình bạo gan thế. Điều khiến Vương Hoàn tâm đắc, cô đã đi qua bao sóng gió với tâm thế an nhiên, tự tại. Mọi mục tiêu đặt ra đều hoàn thành như nó phải thế. Chưa đến giờ biểu diễn, nhưng cả khoảng sân rộng đã kín người ngồi. Vương Hoàn đưa bố mẹ ngồi ngay hàng ghế đầu. Khi hai người yên vị, cô lách ra bên ngoài để chờ đón cô ca sĩ Thủy Tiên. Cô biết ca sĩ đến đúng giờ vì địch diễn không bị trùng nơi khác. Con xe Range Rover quen thuộc của ông Hùng lần này không đỗ ngoài cổng làng, nó được điều khiển tiến vào sát khu vực sân khấu. Do tối nay vợ chồng giáo sư Phiên không về làng xem ca nhạc, họ thích sự yên tĩnh hoặc nghe mấy bản nhạc không lời hơn. Vì thế ông Hùng tiếp tục thú vui của mình. Lúc cửa xe ô tô mở ra, mọi người phấn khích reo hò khi thấy ca sĩ Thủy Tiên trong bộ váy áo sang trọng bước xuống. Nhìn thoáng qua khuôn mặt của ông Hùng và cô ca sĩ, Vương Hoàn đoán ngay họ vừa có giây phút thỏa mãn cùng nhau. Vốn lăn lộn trốn thương trường, do vậy Vương Hoàn hiểu rõ việc một đại gia cặp với một cô ca sĩ là hết sức thường tình. Chợt nhớ đến câu nói của cô em gái vừa nãy, cô quay sang nhắc Vương Hạnh. Bây giờ cô đã thấy hai nam rõ mười rồi nhé. Ngắm ca sĩ Thủy Tiên rạng ngời trên sân khấu, với nhan sắc và tuổi trẻ của mình cũng như sự nổi tiếng, Vương Hạnh biết mình không phải đối thủ cạnh tranh kiểu ngang sức ngang tài. Thấy mọi người chen lấn xung quanh sân khấu để nhìn cô ca sĩ rõ hơn, Vương Hạnh rít lên đầy ghen tức. Đúng là con chó cái. Biết em gái quen sống theo bản năng hơn là dùng đầu suy nghĩ cho thấu tỏ, Vương Hoàn khẽ nói. Thôi, ngày mai làm lễ hóa vàng, tiến các cụ về trời xong đâu đấy. Nhớ bắt tay vào công việc như đã bàn với Tử Vân, chửi xuông đâu giải quyết được vấn đề. Không như sự lo xa của Vương Hoàn, bố mẹ cô ngồi thưởng thức chương trình ca nhạc đến lúc kết thúc mới đứng dậy ra về. Chưa năm nào làng Văn Xá tưng bừng cả phần lễ lẫn phần hội có đông người tham dự như năm nay. Trời về khuya, trong tiết trời se lạnh lẫn mưa xuân, đường làng vẫn nườm nượp người đi như chảy hội. Những ngày nghỉ Tết chính thức kết thúc, mọi người hứng khởi bước vào một năm mới đầy thử thách. Những người cao tuổi đã sống chậm và rộng lòng hơn với lỗi lầm xưa cũ. Ca sĩ Thủy Tiên trước khi rời đi đã chụp ảnh chung với Vương Hoàn và Tử Vân, bởi cô thường nhận những show do siêu thị Mây Tím tài trợ. Ba người phụ nữ thành đạt và giỏi giang dù tranh nhau về tuổi tác, nhưng điểm chung của họ chính là sự nỗ lực không mệt mỏi để có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Khi con xe Range Rover chở Thủy Tiên rời làng, Vương Hạnh thoáng rùng mình vì lạnh. Cô bẻ cổ chiếc áo dạ khoác ngoài bộ váy mỏng rồi lặng lẽ đi về nhà. Đêm khuya, nhưng nhà nào vẫn bật đài, tiếng người nghệ sĩ thánh thót ngâm thơ. Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay, hoa xoan đã nát dưới chân giày. Hội chèo lang đặng về ngang ngõ, mẹ bảo mùa xuân đã cạn ngày. Văn Xá ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 2 ghi chép Văn Xá ngoại truyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ở trong cái ghi chép này thì chắc hẳn là quý vị và các bạn đã gặp toàn bộ các nhân vật trong các tác phẩm từ trước tới nay của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và đây là một ghi chép mang cái tính vui, giúp cho mọi người thư giãn đầu xuân. Và rất hy vọng rằng là quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc trong những các tác phẩm tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.